này nhá. Này, ti này nhìn này. Rồi. Này, đập lên mũi này, cho nó há miệng ra đã ha. Thì thi môi nó há miệng ra, nó há lên đây này. Nha. Ừ. Gắn cái chỗ này lên cái môi giới của con em thì mới vô được này. Bây giờ chị áp dụng quy tắc 3 điểm thẳng hàng nhá. 1 2 3 này. Nếu em đi từ điểm này vô trước thì hai điểm này chưa chắc là vô. Nhưng mà em cho điểm này vô, xong rồi cho điểm này vô nữa thì điểm dinh dưỡng nó sẽ tự vô. Được chưa? Nhìn nhá. Này heo ơi. Heo. Heo con ăn sữa ra với heo này. Sữa thì không có mà heo thì ngủ. Heo. Rồi, từ từ từ. Rồi, vòng lại. Rồi, em nhìn này. Giờ nha. Cái xem như mình không có đột ti đi mà cái phần cùng thông này nó nhỏ quá, nó phẳng ha. Thì xem như này, muốn được cái đệm ti này đâu có dài đâu này mà mình đưa vô thẳng được tiếp đúng không? Cho nên mình tính cách khác. Giờ như đây. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm ha. Bé bú là bú hai cái điểm này chứ không có bú điểm giữa. Nhưng mà điểm giữa nó phải bắt buộc phải nằm chính giữa. Cho nên mà muốn vô điểm giữa vô được miệng thì hai điểm này phải vô được. Giờ chị đặt cái này lên cái môi dưới trước, chị đặt cái này lên môi trên thì tự động cái này vô nhé. Rồi, lùi xuống đây đi. Rồi. Nhìn nhá, em cao cao lên nhìn xuống này. Ha. Này chị đập nè. Hả? Và bé há miệng rất nhỏ thì mình cái này gác lên cái môi và hạ cái lưỡi bé xuống. Này heo 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 hồng ơi. Con heo hồng ở đây nè. Thấy chưa? Thấy rõ không? Em quay nhìn đây cho nhìn, mới nhìn cái khớp nè. Nhìn nhá. Quay quay thẳng lên đây, quay lên đây để nhìn được xuống. Rồi. Này nhá. Thấy không? Thấy rõ không? Rồi, thấy. Này, ti phẳng này. Này. Rồi. Đầu tiên mình gác cái điểm này lên cái môi dưới rồi dịn xuống làm sao cái điểm này nó vô cái môi trên. Dạ. Được chưa? Này, nhìn này, bé không hạ lưỡi xuống thì chỉ cần há chút xíu thôi mình chỉ hạ này. Hạ lưỡi xuống. Tức là phải làm biện pháp cho nó cái hàm này nó hạ xuống đây luôn ha. Thấy chưa? Dạ rồi. Cho nên không chờ bé tót ti được. Dịn xuống nó và hạ cái hàm xuống để hất cái tay này vô được. Yeah, tức là không phải ấn nữa mà là hạ xuống luôn và hất cái này vô. Hay nhìn này, nhìn môi này, hết chưa? Vậy kéo ra này, bách một phát. Đó, tức là bé ngậm được. Yeah. Này nhìn tiếp nha. Đập này. Này. Chị há này nhỏ nhỏ không? Há này này ra vô chị hạ cái hàm xuống luôn này. Yeah, chỉ cần cho nó há chút xíu thôi. Heo ơi, heo. Heo ơi. Này há này. Rồi, há chút xíu thôi, bác hạ cái nằm xuống. Rồi. Há này. Há đó. Rồi há. Ừ, rồi rồi xương nhỉ. Nói há này kìa. Khóc. Cô đang mang cái khóc dịn xuống luôn. Thấy chưa? Bắt nó hạ cái hàm xuống, mình dịn luôn, hất cái tay này vô. Nó vô thôi, nó bú bình thường thôi. Này, heo bú đi bao. Heo ơi. Cái nó còn ngủ rồi, cho nó ngủ. Rồi tiếp. Đó, thấy chưa, thấy bú chưa? Dạ rồi, rồi. Ừ. Cái rồi, nó tắt luôn. Tiếp.